Xin chào, rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau. Mình là Hạ và đây sẽ là kênh chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm cũng như những trải nghiệm mùi hương khi sử dụng tinh dầu Dubai và nước hoa. Đây là video chia sẻ với các bạn về những câu hỏi mà Hạ nghe suốt trong một khoảng thời gian dài khi mà bán dòng sản phẩm này. Và nhiều khách hàng nói lại là mình nghe thật là dở khóc dở cười. Hy vọng sau video chia sẻ này, các bạn sẽ biết được thật sự tinh dầu Dubai lưu hương được bao lâu. Dạo gần đây á, Hạ nghe thật là nhiều thông tin có vẻ bùi tai lắm. Như là tinh dầu Dubai thơm dai lắm, xài một giọt là thơm tới 3 ngày luôn, còn tỏa là tỏa xa khủng khiếp luôn. Vậy thật sự là thế nào ạ? Thứ nhất, nói sơ lại về thành phần của tinh dầu. Như Hà đã từng phân tích, chúng ta đều biết thành phần cơ bản của nước hoa là sẽ bằng tinh dầu thơm. Thành phần này là thành phần chính tạo ra mùi thơm cho nước hoa. Cộng với cồn chuyên dụng cho nước hoa, thành phần này sẽ giúp bảo hoãn nước hoa và giúp hương tỏa xa hơn. Đây là chất bay hơi nhanh và cộng với nước tinh khiết. Vậy tinh dầu nước hoa chính là phiên bản cô đặc chứa rất ít nước của nước hoa. Tinh dầu nước hoa này có thể là từ thiên nhiên hoặc là nhân tạo. Và phần lớn các cái dòng sản phẩm phổ thông hiện nay là nhân tạo các bạn ạ. Thứ hai, ok, sau khi mà hiểu về thành phần rồi, vậy thì tinh dầu Dubai thơm bao lâu? Nhìn ở cấu tạo chúng ta sẽ thấy thành phần nước hoa Dubai là phiên bản cô đặc hơn nước hoa gấp nhiều lần. Do không chứa cồn nên tinh dầu sẽ, thứ nhất, lưu hương được lâu hơn nước hoa một chút. Thứ hai, tỏa hương không xa bằng nước hoa. Những lời nổ quá về độ lưu hương của tinh dầu. Dù tinh dầu nước hoa có lưu hương lâu hơn hẳn nước hoa, nhưng đây không phải là một dòng sản phẩm thần thánh để lưu hương trên cơ thể dai như đĩa được đâu các bạn. Rất nhiều bạn hỏi Hạ, ủa sao chị nghe mấy chị kia bán nói á, là xài một lần thơm một tuần. Có chị ít nổ hơn á, thì nói là chấm một giọt lưu hương tới 3 ngày. Ủa là sao em? Theo các chuyên gia mùi hương thì nước hoa chỉ bám trên da được 4 tiếng để giữ được sự tinh khiết của mùi hương đó. Sau 4 tiếng thì mồ hôi trên cơ thể sẽ bắt đầu tiết ra và hòa quyện với những phân tử mùi hương còn lại trên da, tạo ra một hỗn hợp mùi hương mới và mang tính chất cá nhân cao. Vì điều này mà những bạn đã từng dùng tinh dầu Dubai sẽ cảm giác là nó thơm hơn nước hoa. Vì khi mà bạn chọn được một cái mùi hương ưng ý á, và khi mà mình dùng trên da của mình á, thì bạn đang ngửi mùi hương cơ thể của mình nữa, của chính bạn. Điều này khiến các bạn khi dùng tinh dầu Dubai lâu sẽ thấy nghiện. Tuy nhiên, thậm chí với những hãng nước hoa nổi tiếng trên thế giới, chỉ dám khẳng định là nước hoa chỉ lưu hương trên da tối đa đến 10 tiếng. Đó là nếu như da bạn giữ mùi cực tốt nha. Còn hơn nữa thì chúng ta phải xem xét lại. Vì da của chúng ta còn có chế độ tự đào thải các tế bào chết trên da một cách tự nhiên. Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, bạn tắm rửa kỳ cọ thì những phân tử mùi hương còn sót lại trên bề mặt da sẽ bị rửa trôi đi. Vậy bạn có thể thấy, hơn thời gian đó mà tinh dầu vẫn còn lưu thì chỉ có thể là một loại hóa chất khó tẩy rửa ra khỏi da. Nên lưu ý. Vậy các bạn nên cân nhắc và nghiêm túc xem xét lại nha. Thật ra là lưu quá lâu trên da bạn thì đáng lo hơn là thấy thích đấy. Nên sau này khi mà bạn nghe có chỗ nào mà nói tinh dầu Dubai chỉ cần dùng một giọt là thơm 2-3 ngày trên da, thì khả năng này sẽ xảy ra do hai trường hợp sau. Thứ nhất, sản phẩm hóa chất rẻ tiền có nguy cơ gây hại cho sức khỏe rất cao. Thứ hai, người bán cố tình nói quá về sản phẩm nên cân nhắc khi mua. Vậy ở dạng tinh dầu, hương thơm có thể lưu trên da lâu hơn nước hoa khoảng từ 4 đến 10 tiếng, như mình nói là tùy vào loại da và kỹ thuật sử dụng tinh dầu của bạn. Ví dụ như da của Hạ thì thật sự là bất kỳ mùi hương nào cũng chỉ có thể lưu trên da được 2 tiếng thôi và không còn một chút hương nào cả, dù đó là những mùi nặng đô như là Aqua hay là Samawi. Nếu bạn đã mua được một chai tinh dầu Dubai chính hãng chất lượng tốt thì độ lưu hương của tinh dầu còn phụ thuộc vào những yếu tố sau. Thứ nhất, thành phần tinh dầu có trong đó. Tinh dầu nào thuộc nhóm gỗ, gia vị và nhóm hương tự nhiên như là trầm, long diên hương, nhục đậu khấu sẽ lưu lâu hơn hẳn những thành phần khác. Những mùi hương thuộc nhóm tinh dầu cam chanh sẽ bay hơi cực nhanh dù cho đó có là hàng cao cấp. Thứ hai, mùi mồ hôi và cơ địa da của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Nói một cách đơn giản thế này, khi sức tinh dầu nước hoa lên da, chúng sẽ hợp tác với mùi mồ hôi và các chất có trên da để tạo ra một mùi hương liên doanh. Bọn mình hay nói với nhau là
mùi hương nước hoa trên cơ thể sẽ bằng X cộng với Y nhân với A. Trong đó X là mùi nước hoa cố định, Y là mùi cơ thể của bạn. Và cái số này khác nhau, A là hệ số phụ thuộc vào nhiệt độ của cơ thể, độ ẩm, độ nhờn, các chất khác trên da. Bây giờ bạn đã hiểu tại sao có cùng một chai nước hoa thì có người dùng tạo ra mùi thơm rất dễ chịu, nhưng mà cũng chai nước hoa đó người khác dùng thì mùi lại không giống như vậy rồi chứ. Và thông thường á, da khô không giữ được tinh thể mùi hương, da dầu thì giữ được tốt hơn. Tại sao? Cái này thì bạn tưởng tượng như thế này nè, da mình giống như là một cái mặt bàn, còn các hạt hương sẽ giống như là những cái hạt bụi bay bám vào trong mặt bàn. Và da khô cũng giống như là một mặt khô vậy. Còn da nhờn sẽ giống như là mặt bàn đó, nhưng mà có quét qua một lớp dầu. Và như thế là bạn hiểu, khi một cơn gió thổi qua thì cát và bụi trong không khí sẽ bám lại trên bàn da khô ít hơn là so với bàn được quét một lớp dầu. Thứ ba, thời tiết và môi trường. Bạn hay di chuyển bên ngoài nhiều sẽ khiến mùi hương bay nhanh hơn. Đối với bạn nào hay ở trong văn phòng thì sẽ lưu hương tốt hơn. Thứ tư, tùy thuộc vào kỹ thuật dùng tinh dầu của bạn. Tips mà dùng tinh dầu để lưu hương cực lâu á. Thứ nhất là không được chà sát tinh dầu. Cái này thì chắc đã rất là nhiều người biết rồi đúng không ạ? Nhiều người hay dùng mà hay chà sát tinh dầu hay nước hoa như thế này. Khi đó thì tinh thể mùi hương đã mất gần hết rồi. Nên khi chấm, thoa đều nhẹ nhàng và để sản phẩm khô tự nhiên trên da là cách tốt nhất. Thứ hai, không dùng lên cổ tay. Nơi này là nơi tốt nhất để bạn thử tinh dầu hoặc nước hoa để chúng ta ngửi được mùi, chứ không phải là nơi dùng. Vì cổ tay là nơi bạn hay đụng, chạm, đặc biệt là những bạn làm văn phòng khi mà đánh máy hay là phải ngồi tì cổ tay xuống bàn hoặc là phải rửa tay liên tục. Thứ ba, giữ vỏ chai ngay khi bạn mua về. Tinh dầu hay nước hoa đều khá là kỵ với ánh sáng và nhiệt độ cao. Khi bạn phải trưng sản phẩm liên tục dưới ánh sáng cũng làm cho mùi bị biến chất, từ đó làm cho sản phẩm không còn bám tốt trên da nữa, nên sẽ không còn thơm lâu như cũ. Do đó hãy nhớ giữ lại vỏ hộp giấy để bảo quản tinh dầu Dubai và nước hoa nhé. Thứ tư, nên dùng chai chiết. Bạn nên chiết tinh dầu hoặc nước hoa ra chai nhỏ để dùng, chai lớn bỏ vào hộp cất đi, vừa bảo quản được nước hoa lâu, vừa tiện mang theo người đi khắp nơi mà tránh bị mất chai lớn. Vì thiên hạ bây giờ rỉ tai nhau câu nói tăng sinh giảm mua, tích cực cầm nhầm. Thứ năm, nên dùng kết hợp trên tóc và quần áo. Nguyên tắc của mùi hương là: muốn tỏa hương nhiều thì dùng trên da, muốn bám hương lâu thì chúng ta dùng trên quần áo, trang phục và tóc. Do da của Hạ thuộc nhóm da khô và không hề lưu hương, nên Hạ sẽ không dùng trên da nhiều, mà Hạ sẽ dùng trên tóc và quần áo để hương bám tốt hơn. Thường thì Hạ thấy là lưu hương đến 2 ngày. Nói nhanh về sự tỏa hương của tinh dầu, gần đây tinh dầu được sử dụng ưa chuộng vì sự tỏa hương tinh tế của nó. Do không có cồn nên tinh dầu không bung tỏa hương được, nhưng trong vòng một cánh tay, bạn vẫn là tâm điểm chú ý đấy, an tâm nhé. Vậy, tự chung lại, tinh dầu nước hoa bám lâu hơn nước hoa. Thời gian trung bình bám trên da của bạn là từ 4 đến 8 tiếng tùy vào loại da. Tuy nhiên, bạn cũng cần dùng đúng kỹ thuật để tinh dầu bám tốt hơn. Và bạn cũng đừng nên quá trông đợi vào độ lưu hương của bất kỳ một mùi hương nào. Không chỉ là tinh dầu hoặc nước hoa, chỉ cần độ lưu hương vừa đủ để chúng ta tự tin giao tiếp và làm việc hàng ngày. Cũng nên để mùi hương bay đi bớt để mình còn thoải mái hơn. Còn sản phẩm nào mà quá dai trên da bạn thì hãy nghiêm túc xem xét lại độ an toàn của sản phẩm đó. Chúc bạn mau tìm được mùi hương yêu thích và luôn khỏe mạnh bình an mùa dịch nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến đóng góp gì, hãy thoải mái comment xuống phía dưới để được hỗ trợ. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like và chia sẻ cho người thân, bạn bè cùng xem. Nhớ đăng ký theo dõi kênh và bấm vào nút quả chuông bên dưới để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi kênh ra video mới về chủ đề tinh dầu Dubai và nước hoa bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.